tí. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn ở Thái Nguyên, đấy là quán nhà hàng ATK. Đối với nhà hàng ATK này thì là chủ yếu phục vụ về lẩu rau. Đối với ở đây thì các bạn thể gọi các món ăn theo suất về lẩu cũng như là theo nồi, nhưng mà chủ yếu đấy là lẩu rau, rau free miễn phí rất là nhiều. Các bạn có thể lựa chọn ăn các loại rau. Thì đối với các món ăn thì các bạn có thể xem. Các bạn có thể thấy các lẩu rau rẻ nhất là buffet rau 60k một suất. Đấy. Các bạn có ghé qua Thái Nguyên thì các bạn ăn nhé. Đây, thì nồi lẩu đây trước nữa thì bên phía nhà hàng sẽ mang hai cái suất mà mình vừa mới gọi cho mình và bà xã ra. Ok, đây là suất thì trước nữa mình sẽ cho các bạn xem đây, thứ nhất là nước lẩu trước này. Thì ở đây có mấy món mà mình rất là thích ăn, đấy là rau mầm này, salad này. Rau mầm thì ở đây là nhà hàng tự trồng. Đây chính là rau mầm của nhà hàng trồng này. Đây nữa thì đây là cái rau mầm chắc được khoảng một vài ngày rồi. Đây là rau mầm mới. Đây là rau mầm mới. Về đất ở đây thì trồng, đất trồng rau mầm. Đấy các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây nữa. Rồi, Anna chen hả? Đây. Thì rất nhiều rau mầm được nhà hàng trồng. Đấy. Cái khuôn viên. Ngoài ra thì trong khuôn viên này các bạn có thể ăn uống xong thì các bạn có thể cà phê nghe nhạc. Đấy, khuôn viên ở ngoài kia là cà phê. Nó gọi là City View. Đây, về ATK Red Salt Tavern. Đây thêm một số cái họa tiết trang trí bằng gỗ. Rồi, mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn một số món nhé. Ở đây có chủ yếu là về rau, đây có món salad này. Món salad thì các bạn, đây món salad. Salad thì chủ yếu là rau. Món ăn trắng miệng có món ăn trắng miệng chúng ta có củ đậu. Còn các món ăn nướng về quả thì có cà chua bi. Cà chua bi tươi. Đậu bắp. Ngô. Khoai lang nhiều luôn. Ở đây có một món, mấy món về giá này. Mầm này, rau mầm này. Đấy, thêm một khoản rau xanh khác. Thì về rau cần, bây giờ đang vào mùa rau cải rồi nên các bạn có thể lựa chọn đủ các thể loại rau. Một cái nữa đấy là về mì tôm. Ở đây mì tôm chúng ta có miễn phí về mì chũ này, mì trứng này và mì tôm. Đây các loại mì thì tùy vào các bạn. Một cái nữa đây các bạn có thể đấy là có nước free luôn. Đấy, đó cho chúng ta có nước. Thì đây có một dòng chữ đấy là rau nhập khẩu từ Đà Lạt. Rồi, các bạn nhé, đây nồi lẩu này chúng ta có các loại rau này. Rau mầm, salad, salad. Anh ơi, mẹ lấy đậu con nhé. Thì mình sẽ thử trước nhé. Lâu rồi chưa ra ăn này, thèm. Ăn hai xong rồi mẹ lấy đậu ra. Ngon tuyệt vời. Các bạn biết là
vào mùa đông thì miền Bắc có món lẩu rất là đặc trưng và phổ biến. Và đây lẩu nước dùng được từ tương, còn lại các món kia món ăn đúng theo cùng như là vịt này, cá này, đậu phụ này, trứng này. Còn các món rau thì ở đây nhà ATK Thái Nguyên này đó là rau thoải mái, được rau được chọn rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể lựa chọn rau free. Thì các bạn nếu như mà có qua Thái Nguyên du lịch tham quan thì các bạn có thể qua nhà hàng ATK Thái Nguyên buffet rau. Rồi, xin chào các bạn nhé. Các bạn là xem video thấy hay thì like kênh.